Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay đây là mình trên tay mình đây là chiếc sản phẩm Oppo F9. Và hôm nay mình có mua được tình trạng là máy coi như đập. Đây của khách không biết là giận gì đây mà đập. Không biết giận gì đập, đây là tình trạng là cong veo đấy các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ máy mới thị trường, trên hiện trường hôm nay thì đang bán là 6 triệu 9, gọi là 7 triệu đấy các bạn nhé. Và mình sẽ mổ xẻ bên trong xem Oppo là chắc là thương hiệu của Trung Quốc rồi, xem là mình sẽ chuyển về lấy thương hiệu Việt Nam thôi. Sau mình sẽ chuyển xem là mình sẽ đột nhập bên trong xem là có những cái gì hay ho nhé, xem là 7 triệu có những cái gì nhé. Thế cái 7 triệu xem là bên trong có những cái gì hay ho. Và đây mình sẽ mổ xẻ ra. Đây là màn hình vẫn là bỏ đi rồi, cắm sạc thì vẫn lên đấy các bạn nhé. Mình sẽ cắm sạc. Đây, máy vẫn lên vẫn sáng đấy các bạn nhé. Đây, máy vẫn sáng vẫn lên pin, lên nguồn bình thường. Và mình sẽ mổ xẻ bên trong xem có lấy được linh kiện gì không. Đây là khay sim ạ, khay sim này mình rút ra là rất khó. Rồi mình nắp lưng này ạ. Đây là lắp lưng Oppo. Lắp lưng này thì khách đã đập bung ra rồi nhé các bạn nhé. Lắp lưng Oppo F9 thì thiết kế là rất dẻo đấy các bạn. Này, các bạn muốn cong không như lắp lưng của ví dụ như của iPhone 8 nút liếc trở lên, nó có cái lắp lưng như này nhưng mà nó rất là bằng thủy tinh. Đây là nhựa này. Đây các bạn, đây là rất dẻo này các bạn nhé. Này, rất dẻo. Và đây là mặt sau của chiếc Oppo, đây là vân tay này. Đây là vân tay, vừa mình giờ sẽ tháo ra cho các bạn xem nhé. Mổ xẻ bên trong cái máy 7 triệu này có những cái gì hay ho nhé. Mình vừa mua được con này là của khách xong, và tình trạng Đức không biết là chắc là thấy khách bảo là mình nói thẳng luôn, khách bảo là vợ chồng tức nhau đập. Còn bị cái này điện thoại vào mặt cơ. Đấy. Đấy, các bạn nên tránh trường hợp tức vợ và đập vợ máy nhé. Tức vợ là chỉ có một lúc thôi, xong là thôi. Đánh cũng không được, tuyệt đối là không đánh người, không được đánh. Đập máy thì mình thấy còn được, đánh người thì không được đánh. Cùng lắm thì các bạn chỉ đánh yêu thôi, chỉ đừng có đánh mạnh. Tắt yêu một hai cái hoặc là tối xử lý sau cũng được. Tối xử lý sau cũng được, không sao. Còn những máy cũng không nên, của và mình làm ra công sức mình làm ra mình đập đi nó tiếc lắm các bạn, chứ không phải là mình có tiền là mình thích mình đập thôi, có tiền là càng phải tiết kiệm. Mình sẽ mổ xẻ ra ốc, toàn ốc là ốc to to, ốc có 49 lắm, thiết kế là rất to. Ơi hả? Ừ, phá được thì phải chiều mà lấy nhá. Bao tiền? 100.000. Vâng. Chiều con để. Ừ, ok. Chiều lên lấy nhá. Thôi chiều lấy đi, bây giờ anh đang làm bận làm việc khác nhé. Ừ. Ốc rất chắc. Ốc bạn bảo hết. Máy đập dã man. Đây mình sẽ cậy ra. Ui. Máy 7 triệu này các bạn nhé. Thằng thế thằng. Khách ngày trước mới mua là con này đắt. Nó hết bảo đắt. Đây. Mình đã mổ xẻ rồi. Các bạn nhé, đây là. Đây là mình sẽ tháo vân tay ra. Đây là cáp hôm vân tay này, vân tay của Oppo F9 các bạn nhìn rõ nhé. Đây là cáp hôm vân tay, máy này máy màu đỏ mà. Đây hôm cũng màu đỏ luôn. Các vân tay thiết kế kiểu này thì theo mình thì chắc là chả bao giờ đứt được các bạn. Không như iPhone là cái cáp mà cứ ấn phọc và phọc phạch, nhưng mà cái cáp này thiết kế vân tay cứng này thì của bạn có thể chắc mình nghĩ chả bao giờ đứt được các bạn, chỉ có rơi rớt đập mới đứt được. Và đây là chân bi, và đây là chân bi.
và mình sẽ quải cái pin này ra. Đây, mình sẽ tháo cái pin này. Thiết kế là rất chắc chắn đấy các bạn nhé. Đây ạ. Pin ở bộ F9 này thiết kế rất chắc chắn. Đây. Connect cặp sạc để cho mình sạc. Đây này, connect màn hình đây này. Đây là connect này, là connect cáp sạc này. Đây là cáp sạc và chân sạc này, nói chung là đủ loa truyền đây này. Đây đấy các bạn nhé. Đây là phần này, là phần cáp này, truyền thống loa này. Có bộ 9 này. Và phần đây là phần màn hình này. Với tổng thể 7 triệu trên này thì là vỏ, thứ nhất là vỏ mình đánh giá vỏ là không được chắc chắn cho lắm, là vỏ nhựa này các bạn nhé. Đây, vỏ nhựa rất ồn ào đẹp, không như iPhone mà là vỏ nó bằng nhôm, bằng nhôm, rất thiết kế rất chắc chắn. Đây, vỏ nhựa rất đẹp. Đây ạ. Đây thì rất đẹp. À đây, pin thì pin mềm, pin thì mình phải đánh giá chất lượng pin Oppo ok, tốt, được. Người đi. Pin Oppo. Đây là phần xương. Phần màn hình của Oppo. Phần màn hình Oppo thì màn hình là mình được chia ra hai lớp nhé. Các bạn nhé, mình sẽ bóc màn hình. Đây. Đây là màn hình lớp này, một lớp là một lớp kính bên ngoài này. Màn hình Oppo mình sẽ nói luôn là màn hình Oppo các bạn vỡ kính ấy mà cảm ứng được bình thường, hiển thị bình thường thì các bạn có thể đi ép được để giảm chi phí chứ không phải thay cả bộ. Còn với mà vỡ kính mà liệt cả cảm ứng thì các bạn phải thay cả bộ nhé, hoặc là vỡ kính mà xong lại sọc màn hình thì các bạn luôn thay cả bộ nhé. Đây là cáp cảm ứng. Đây là cáp hiển thị mà liền luôn cảm ứng đấy các bạn nhé. Vỡ kính con này, vỡ kính liệt màn hình nên là chỉ thay luôn các bạn nhé. Đây màn hình. Mình thiết kế màn hình là màn hình phản quang. Đây màn hình phản quang, màn hình chất liệu là được đánh giá là nói chung là giảm chi phí cho rẻ đây nhé các bạn. Đây là phần xương của máy đây ạ. Đây là cam trước của máy đây. Đây phần xương của máy cũng là xương nhựa các bạn nhé. Đây, đây là phần xương nhựa này. Mình các bạn nhìn rõ chưa? Xương nhựa này. Không như iPhone mà toàn bằng nhôm. Đây là phần xương nhựa. Và phần đây phần main. Phần main này thì main đã cong rồi, mình sẽ tháo luôn cái main này cho các bạn xem. Đằng nào mới đập được. Mình sẽ quại luôn cho các bạn xem nhưng biết luôn. Sướng. Mình thì mình chưa tháo ra lần nào nhưng mình thôi mình cứ tháo ra các bạn xem luôn. Xong cái mền, bo mền ra rồi. Đây. Này. Đây là phần loa trong này. Loa trong Oppo này và phần đây phần xương. Xương vẫn thiết kế bằng nhựa nhé. Bằng nhựa đây là rất. Họ mẹ đây có thể vẫn uốn cong này. Đấy, đấy, đấy. Xương này nhựa cứng không nhưng mình có thể vẫn uốn được bình thường. Đây phần đây phần loa, đây phần tai nghe này, chân sạc các bạn nhé. Mình sẽ loại bộ phần này không còn gì nữa. Đây, phần vỏ toàn nói chung là Trung Quốc, chắc là bên Trung Quốc toàn này, nhựa này, toàn cái nhựa để giảm chi phí này, thiết kế nhựa giảm phí đấy, màn hình thế. Đây phần main đấy các bạn nhé, đây phần main, bo main thiết về Oppo là rất chắc chắn, mình thấy là ok đấy. Main, phần main mình thấy thiết kế chắc chắn lắm các bạn nhé. Đây là phần camera sau này, hai camera này đấy các bạn nhé, hai camera. Đấy, lồng đấy. Nhìn cái main thì chắc chắn các bạn nhé. Là phần bo trước đây cầm trước. Theo nhận định của mình thì Oppo thì dùng thì ít bị lỗi vặt lắm. Nó không như iPhone. Các bạn dùng nên các bạn có thể mua Oppo để dùng yên tâm. Ví dụ như ở các vùng quê ấy, thì các bạn có thể là mua Oppo để dùng. Thứ nhất là pin là ok. Cuối cùng Android lúc nào cũng hỗ trợ cũng nhiều. Hệ điều hành cũng hỗ trợ cũng nhiều. Và main với các cái đồ lê thê thế linh kiện của Oppo thì rẻ nhé các bạn nhé. Nên các bạn xài có thể vô tư, dụ vỡ màn hình, vài hình dụ hỏng màn hình con Oppo F9 này. Các bạn thay chỉ có vài trăm ngàn thôi. Nên là rất là cái màn xịn như thế, chỉ vài trăm ngàn thì các bạn nên yên tâm, không phải lo. Hay lắp lưng lại thế. Lắp lưng này thế, nếu mà vỡ nó cũng chấm thì chắc chỉ 200-300 ngàn quay về, mình nghĩ tầm đấy. Nếu mà lắp xịn, lắp bình thường chắc chỉ 200 ngàn, hơn 100 ngàn.
đấy, còn nắp zin như này có giá của nó, nắp zin này thì sẽ đắt hơn. Phần bên thì sẽ ít bị lỗi vặt hơn, ví dụ như không nhận sim hay không nhận sóng hay là mất sóng hay là bị sạc xe các kiểu. Mình thấy vấn đề trên Oppo ít bị lắm, trừ khi là cái máy của mình ấy, các bạn có thể các bạn rơi đập va chập nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng lỗi các kiểu, hoặc là chân sạc mình sẽ cắm, mình cắm chân sạc nó sẽ hỏng nhiều thôi, chứ còn không một vấn đề gì khác. Đấy, tổng thể như này không có gì. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy, thiết kế đây là con, đây là miếng này. Oppo hầu như con nào Oppo con nào cũng có cái miếng này. Đây là để đỡ màn hình ở đây, che vào đây các bạn nhé. Đấy, và như vậy mình đã mổ xẻ xong chiếc Samsung chiếc Oppo F9 của hãng Oppo, nhưng mà mình chưa biết là hãng Oppo nguồn gốc từ đâu. Và các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like, subscribe kênh giúp mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.